xương bò đấy, xương bò hầm đấy, da bò đấy, phục vụ video ngắn. Thay vì đi làm thuê, ra nhà, trong cây số nhiều năm, tôi về trả tích lũy được bao nhiêu, thì làm công nhân ngay tại quê. Món này là món da bê, da bò. Đây là ngon này, chấm mình vuốt tầm mắm ba lan này. Kêu này. Đây là xương bò. Rau cản từ đông nhá, rau sạch kỳ luôn. Hôm nay chỉ có trong để ăn, phục vụ ăn thôi, cực kỳ sạch luôn.